Ok, hello mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh cờ vua Galaxy Chess. Thì chúng ta lại đánh vài ván cờ chớp nhé. Mình đánh 3 cộng 2 đi. Ok, chúng ta gặp một bạn người Bỉ. Chơi khá là hiền từ nha. Từ đâu? Đây, đối phương ăn vào đây. Kệ đối phương. Thế thì đối phương mất tem thôi. Nãy A5, ngăn cản đối phương B4 trong tương lai. Lùi tượng về. Khi mà mình lên tượng đây thì sẽ bị không bị nước tốt ăn lên. Đối phương có thể suy nghĩ việc lên mã. Đối phương đặt mã vào vị trí B4 mà không thường thấy. Lùi mã về E8 để đẩy tốt lên vị trí F5 mọi người nhé. Rồi, sẵn sàng nước cờ F5 nào. Mình nghĩ là đối phương sẽ đẩy F4 luôn đấy. Nhưng mà đối phương chưa đẩy F4 được tại vì tượng mình đang kiểm soát. Khả năng cao là vua H1 hay vua H2, vua H1, tốt F4, tưởng lên. Mình thấy nước cờ này hơi yếu. Tại sao? Tại vì khi các bạn lên như thế này, mình có thể ăn. Nếu mã ăn về thì tốt ăn lên, thì tốt ăn vào, tốt ăn lên, để tốt lên. Mình lên hậu. Không sao, mình không không ngại nước này lắm. Tuy nhiên là nếu đối phương chạy tượng lên thì mình lên hậu D5 là được. Hậu D5 nhỉ. Ok, hậu D5. Hậu D5 để ăn được cũng tốt ở vị trí ok. Thì mình sẽ lên mã bắt tượng đối phương. Đối phương lùi về. Mình lên đây. Nếu mình lên đây thì đối phương sẽ lùi về đây. Nên mình nghĩ là mình sẽ... Đối phương để tốt thì mình ăn tượng. Đối phương ăn mã mình ăn tượng tiếp. Tốt ăn lên, xen xuống, xen qua. Ăn tượng. Đối phương ăn hậu lên thì mình sẽ lên mã bắt hậu. Chỗ này mình có thể hưng quân được không? Từ nè. Tốt này tốt, đối phương là tốt yếu nên mình nghĩ là mình ăn tượng. Mình có thể ăn hậu, tốt ăn lại, tượng ăn lại, tốt ăn lại, xe qua. Ok, mình nghĩ là được đấy. Ok, bây giờ tấn công tốt, đối phương ăn tốt thì mình ăn tốt này. Mình đang khá là quan trọng là việc cái thế trận này nó cũng rất là khó thắng mọi người à. Hơn một tốt nhưng mà rất là khó thắng. Đối phương lên đây. Lùi mã về để xe bắt mã, xe bắt tốt. Lùi mã về đây để đối phương không lên xe giữ mã được. Đối phương có thể lên đây nhưng mà ăn con. Tốt. Đối phương lùi về đây. Cảm giác là hơi sai tại vì đối phương lên đây để đối phương chiếu thì mình có ăn con tốt tốt này. Đối phương chiếu thì mã về. Còn đối phương muốn đẩy tốt mình ra khỏi cái khu vực này. Mình đẩy lên thôi. Mình nghĩ là mình đẩy lên. Tại vì đối phương đẩy lên mình lên đây. À khoan. Sai rồi, đối phương chiếu.
Đối phương chiếu mình lên, đối phương lên mã đây. À không sao, mình lên mã đây một cái, mình đi vào chiếu hết ở vị trí B1. À nhưng mà như thế này thì mình sẽ đổi được xe luôn. Và nếu mà đổi được xe như thế này thì cờ chúng ta hơn tới đối phương 3 con tốt rồi, chuẩn bị con thứ 4 rồi. Đổi vào đây để tốt, mã E6 tốt C6 đúng không, là tốt C5, mình nghĩ là tốt C5. Nếu mà mã OK, đối phương lùi về, chụp vua lên thôi mọi người. Giờ mình sẽ tấn công một con tốt ở vị trí A4, và rõ ràng thì sau khi mất tốt A4 là mình có bốn tốt bên cánh hậu luôn. Lên để tốt thôi, để tốt A đi, tốt A là tốt nhanh nhất của mình rồi. Đối phương lùi mãi về thì cũng để tốt. Mình nghĩ là cờ này cờ quá ưu thế rồi. Đấy. Mình nghĩ đối phương bắt tốt này của mình nghĩ mình sẽ lên. OK. Lên tốt để mình lùi con mã về. Đối phương qua vua đây thì mình chiếu một cái mình đổi luôn. Đấy. Còn nếu đối phương không làm gì hết thì mình để tốt. Mình nghĩ là đối phương sẽ lùi về C2. Đối phương lên nè. Để tốt thôi. Phương lùi về C3 gần như là bắt buộc. Đấy, đối phương ăn thì để tốt. Kiểu cảm giác như con vua đối phương không tạo được cái đột biến ở bên phía cánh cánh vua, tại vì tốt nó giống nhau mà. Đi về đây cho đối phương khỏi chiếu đúng không? Đối phương ăn thì mình sẽ phong hậu. Và đương nhiên là cờ này là cờ rất là dễ rồi. Mình có thể chiếu đây. Chiếu đây cũng được, chiếu đây cũng được. OK, chiếu đây. Mình sẽ lùi vào đây, không cho vua đối phương qua đây. OK, mình đang đây đối phương còn lùi về được. Đấy, tốt. Đối phương đẩy. Kẻ phương. Rồi, OK. Ván cờ khá là nhẹ nhàng. À, chúng ta cùng nhau xem lại ván cờ của chúng ta nhé. OK, 89 performance của chúng ta là khoảng ù 5 nước đi tốt luôn. Nước mẹ ăn G4, CE8, CB1. Tại vì gần như là CB1 là nước đi duy nhất rồi mọi người. Nó không có cái nước nào để ngăn cản nước cờ này cả, nên CB1 để đổi thôi. Và về sau thì chúng ta thấy là chúng ta xử lý cờ khá là ổn. Cờ tàn mã. Lý thuyết cờ tàn cũng khá là khó khăn dành cho những cái bạn mới học. Rồi, OK, chỗ này thì chắc là không còn gì phân tích đâu. Cờ chúng ta hơn một hậu thôi mà. Ván cờ của chúng ta chỉ đến đây thôi nhé. Cảm ơn mọi người. Tạm biệt mọi người. Bye bye.